Đây là bài viết Mozzarella, ông già Noel Cộng sản của tác giả Thế Giới Thần Thoại, đăng trên spyroom.com. Còn mình là Nguyễn Lê Minh Thi. Mời các bạn cùng lắng nghe bài viết này nhé. Trước khi đi tiếp, Spyroom đang cần tìm hai người đồng đội full time, một editor cho mảng video ngắn trên dưới 1 phút và một quay dựng cho mảng vlog, podcast, quảng cáo. Thông tin cụ thể chúng mình sẽ để phía dưới nhé. Còn bây giờ thì vào việc thôi. Vậy là một mùa Giáng sinh nữa sắp tới. Đi tới đâu, bạn cũng có thể bắt gặp sắc đỏ, xanh, quen thuộc của ngày lễ này. Và nhắc tới Noel, hẳn ai trong số chúng ta cũng đều nghĩ tới ngay tới một nhân vật nổi tiếng đã gắn liền với tuổi thơ của hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới. Santa Claus, hay còn được người Việt Nam chúng ta biết đến với một cái tên quen thuộc hơn là ông già Noel. Đó là một người đàn ông hào phóng, vào đêm 24 tháng 12 hàng năm sẽ cưỡi cỗ xe tuần lộc từ Bắc Cực đi khắp thế giới để phát quà cho những đứa trẻ ngoan ngoãn. Trên thế giới có rất nhiều phiên bản của nhân vật này trong các nền văn hóa khác nhau. Với những người theo Cơ Đốc giáo, ông già Noel hiện lên như một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác xanh với bộ râu dài, hoặc một giáo sĩ già nua trong bộ đồ trắng đỏ với cây trượng có đính một nhành lá thông trong tay. Với những người xứ Bắc Âu, ông già Noel còn có một người đồng hành chuyên trừng phạt những đứa bé hư bằng roi là quỷ Krampus. Với những người chịu sự ảnh hưởng từ văn hóa đại chúng Mỹ, ông già Noel hiện lên như một người đàn ông béo, phúc hậu và vui tính, vác trên vai một túi quà. Nhưng có một phiên bản cực kỳ thú vị và có thể bạn chưa biết. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu từng có một phiên bản ông già Noel cộng sản cho riêng mình. Đó là Mozzarella. Cũng giống như ở các quốc gia xã hội chủ nghĩa khác, tại Romania, kể từ khi vua Michael Đệ Nhất bị buộc thoái vị vào ngày 30 tháng 12 năm 1947, Đảng Cộng sản Romania nghiễm nhiên bước lên nắm vị trí tối cao. Nắm trong tay quyền lực khuynh đảo quốc gia, những người đồng chí cách mạng đỏ đã cố gắng cắt giảm quyền lực và sức ảnh hưởng của giáo hội, bởi đây là một thế lực không tương thích với các giá trị tư tưởng của họ. Ở đất nước chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chính thống giáo như Romania, việc này được quán triệt là càng phải thực hiện một cách quyết liệt hơn nữa. Nhiều nhà nguyện bị phá hủy và những công trình tôn giáo khác bị di dời. Trên truyền thông, những người cộng sản liên tục đăng đàn công kích các biểu tượng Cơ Đốc giáo liên quan đến mùa đông như tiền thân của ông già Noel là Thánh Nicholas, ngày lễ Giáng sinh hay thậm chí là cả ngày lễ Phục sinh. Họ cho rằng để nâng cao đời sống dân trí thì chúng, những biểu hiện của mê tín dị đoan, cần phải bị xóa khỏi ký ức tập thể. Tuy nhiên, Romania vốn là một đất nước đã chìm trong mê tín quá lâu. Vậy nên, những động thái nhằm thế tục hóa xã hội này của Đảng Cộng sản Romania nhận về những phản ứng dữ dội từ phía người dân và bước đầu thất bại khi không đạt được mấy hiệu quả. Nhận thấy việc thay đổi đời sống tinh thần của người dân theo hướng xã hội chủ nghĩa không thể là hành động một sớm một chiều, Đảng Cộng sản Romania quyết định trước tiên sẽ thay thế không khí Giáng sinh quá tôn giáo trước đó bằng không khí Giáng sinh mang màu sắc xã hội chủ nghĩa hơn. Sau một hồi suy đi tính lại, các quan chức nhất trí rằng kể từ tháng 12 năm 1949, Moș Crăciun và Moș Nicolae, tức hai phiên bản ông già Noel trong văn hóa Romania, cần phải bị thôi việc. Để bù lấp những khoảng trống mà những người đồng chí ấy để lại, họ đưa hình tượng Mozzarella lên thay. Mozzarella là một cái tên có nguồn gốc từ vựng thuần túy Romania, nghĩa đen là ông nội băng giá du kích. Với Moș dùng để chỉ tuổi già, Gerilla là sự kết hợp của hai từ Ger nghĩa là băng giá và Gerilla nghĩa là du kích. Do đó, Mozzarella còn được gọi là người cha băng giá ở Romania. Nhân vật này được cho là bắt nguồn từ tên gốc Moș Crăciun và chịu sự ảnh hưởng từ phiên bản ông già Noel đã được cộng sản hóa của người Nga trong giai đoạn này là Ded Moroș. Trong văn hóa dân gian Romania dưới thời cộng sản, người ta kể rằng Chúa Giê-xu đã được định sẵn sẽ sinh ra trong chuồng ngựa của Mozzarella và vào đêm mà ngài ấy được sinh ra. Chính Mozzarella là người đã đi vào làng để phân phát quà cho người dân. Trong các tờ rơi và những bức tranh cổ động, Mozzarella được miêu tả như một ông già du kích cộng sản trong bộ đồ Noel.
Khác với Moss Casium già nua và hiền hậu trước đó, ông già Noel mới này được khắc họa lực lưỡng, tràn trề khỏe mạnh và để ngực trần. Ông ta mang trên môi một nụ cười tươi như hoa, tay phải ông cầm cuốn lịch sử mới của Romania, một chi tiết cực kỳ quan trọng cho thông điệp mà Đảng Cộng sản Romania muốn truyền tải. Các nhà lãnh đạo tuyên bố rằng Mosterilla là một người đàn ông rất đổi tuyệt vời với trái tim vô cùng nhân hậu. Hàng năm, vào đêm Noel, ông sẽ đi từng nhà để phát quà Giáng sinh cho những đứa trẻ và cả người lớn, miễn là họ biết tuân theo luận cương của đảng. Món quà sẽ được trao riêng cho từng người ở chỗ để đồ cá nhân của họ, hoặc nếu không thì quà của cả gia đình sẽ được đặt dưới gốc cây thông trong phòng khách. Sáng hôm sau, mọi người sẽ vô cùng hạnh phúc khi tìm thấy và mở những gói quà này ra. Câu chuyện trên nghe hư cấu thật sự, nhưng chẳng hiểu sao người dân xứ Romania lại tin sái cổ. Họ rỉ tai nhau về đồng chí Mosterilla, một người lính trung kiên với trái tim quả cảm, trong tiết trời đêm đông vẫn miệt mài đi trao niềm vui thiêng liêng đêm Giáng sinh với tay bày trẻ thơ. Đề phòng rằng Mosterilla sẽ khiến người dân Romania nhớ tới Moș Crăciun, các nhà lãnh đạo Cộng sản quyết định rằng lễ Giáng sinh truyền thống sẽ được chuyển sang ngày 31 tháng 12 hàng năm. Theo lý luận của họ, tại sao lại phải hy sinh 2 ngày làm việc quý giá của những người lao động, trong khi chỉ cần cố đợi thêm một tuần nữa là mọi người có thể nghỉ Tết rồi? Do đó, những diễn viên đóng vai Mosterilla do chính quyền thuê đi phát quà sẽ chỉ xuất hiện trong các nhà máy vào đêm giao thừa, và những đứa trẻ được sắp xếp để chào đón ông già Noel Cộng sản ở đó bằng những bài đồng dao, tất nhiên là với phần lời đã được sửa đổi để tán dương các giá trị của chủ nghĩa cộng sản. Khi nhận được những món quà, lũ trẻ được khuyến khích rằng chúng không chỉ nên biết ơn Mosterilla mà nên biết ơn cả đảng nữa, vì hiển nhiên rồi, Mosterilla cũng là một đảng viên mẫu mực mà. Vậy, khi mọi người đã học thuộc luận cương đảng và hát những bài hát Giáng sinh ca ngợi cách mạng rồi, Mosterilla có làm tròn vai trò của mình không? Câu trả lời là có và không. Trong 4 thập kỷ dưới sự lãnh đạo của các nhà cộng sản vĩ đại, Romania chìm trong nghèo đói và sự đầu tư của xã hội cho trẻ em chỉ ở mức rất thấp. Người dân Romania kháo nhau rằng đồng chí Pierre Dugo, bí danh Mosterilla, hóa ra không phải là loại người quá hào phóng và cũng không mấy quan tâm đến mong muốn của những đứa trẻ. Bởi vậy cho nên, ông ấy không nhận thư, thích tặng cái gì thì sẽ tặng thứ nấy, và thường không phải ai ngoan thì cũng có quà. Về những món quà, chúng thường giới hạn phạm vi trong những món đồ đơn giản và thiết thực với cuộc sống như là một đôi tất, một cuốn sách hoặc bộ đồ ngủ. Thỉnh thoảng, ông cũng tặng cho một vài món đồ xa xỉ như một cái xe đồ chơi nhựa, một con thú nhồi bông, một con búp bê, một quả bóng cao su. Đối với gia đình những ai có quan hệ quen biết với những người trong cơ quan đảng, đôi khi những món quà có thể là cả những quả chuối xanh hoặc hộp bánh sô-cô-la. Và cũng bởi vì mối quan hệ hữu nghị với Trung Quốc để thoát khỏi sự ảnh hưởng của Liên Xô, tất cả những thứ kia thường được sản xuất và trang trí theo phong cách Trung Quốc. Tiếc là nhiệm kỳ đầy bất ổn của Mosterilla không kéo dài được lâu. Với vấn nạn sùng bái lãnh tụ gia tăng tại Romania, hình tượng Mosterilla dần dần mất đi sự ảnh hưởng. Đến một thời điểm nào đó của thập niên 80 thế kỷ trước, không còn ai tin vào việc một ông già du kích đến tặng quà trẻ em nữa, mà là họ tin rằng các lãnh tụ làm thế luôn. Họ đánh đồng lãnh tụ Nicolae Ceausescu với hình tượng người phát quà vào đêm Giáng sinh. Kết quả là Mosterilla gần như bị xếp xó, chịu chung số phận bị lãng quên như những hình tượng ông già Noel tiền nhiệm. Và rồi, một ngày năm 1989, hình tượng Mosterilla biến mất khỏi văn hóa đại chúng Romania mà không báo trước. Hành trình của nhân vật này trong xã hội Romania kết thúc cùng lúc mà những nhà lãnh tụ Cộng sản Romania cuối cùng, vợ chồng Nicolae Ceausescu và Elena Ceausescu, bị xử bắn nơi bức tường của một trường học vào cuối cách mạng Romania năm 1989. Sau cuộc cách mạng, hình tượng Mosterilla chính thức bị thay thế bởi người tiền nhiệm, Moș Crăciun. Kể từ đó, Giáng sinh ở quốc gia Đông Âu này đã nhanh chóng quay trở lại như truyền thống trước cách mạng. Ngày nay, dù hình tượng Mosterilla gần như đã biến mất hoàn toàn khỏi đời sống, nhiều người dân Romania vẫn có một chút hoài niệm mỗi khi nhắc đến hình tượng ông già Noel độc đáo này. Những người đã từng trải qua thời kỳ cộng sản tại đây thi thoảng sẽ nói đùa rằng nếu Romania vẫn còn đang được cai trị bởi đảng cộng sản, thì đêm giao thừa chính là lúc mọi người đã chuẩn bị để đợi Mosterilla đến thăm.
Dù vậy, họ chẳng bao giờ mong điều đó sẽ diễn ra theo bất cứ cách nào. Quãng thời gian tăm tối dưới chế độ cũ đã là quá đủ cho đất nước Romania rồi. Và đó là toàn bộ bài viết về Mosterilla, ông già Noel Cộng sản, được viết bởi Thế Giới Thần Thoại. Hy vọng là các bạn thích bài viết lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình. Đừng quên đăng nhập vào spyroom.com để tìm đọc thêm những nội dung khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.